Trạng Bô Sa Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 8 tháng 7 em giao lưu cho anh em một số cái cảnh các loại, gồm có ổ xỉ rừng, chồi mồi xỉ La Tròn, hồng quân yên trái, hải châu, sam núi khai thác và một cây canh bướm. Rồi mà số 1 là một cây hải châu, cây khá to nhưng mà anh em, cây này cây thành phẩm sạch kiểm hết nhé, cây đang phun hoa này. Dòng hải châu sông cầu dòng lá này rất sáng bóng nhé. Bờ đớ cái này khá dồn dang nha anh em, cây mọc cốt hai thân nha, cây cành nuôi sạch kiểm hết nha anh em, cây sạch kiểm cây nuôi rất già nha, không còn mà cách nữa nha, cây đang phun hoa và đậu quả rất là sai nha. Rồi em đã cái vành eo giữa hai thân đây nha là 24, còn cái bộ đớ của nó khá to nha, bộ đớ của nó rất là to. Cái quanh thân đây lớn đây là 12 cm nha, quanh thân nhỏ đây là 7 cm. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 55 nha, ngang tàng là 50. Cây rất già nha mấy anh em. Trái nè, cây trái chùm, trái rất to nha. Trái tròn nha mấy anh em. Cây đang phun hoa rất là nhiều nha. Cây này khá to nhưng mà anh em, trái này, trái của nó trái chùm này nha. Cây này khá to nha, một cốt hai thân. Bờ đớ là liền cốt liền bờ hết nhưng mà anh em. Đang phun hoa rất nhiều nha. Cây này anh em giờ chơi hết một trái rồi mình bấm cái tang gôn cái tang lại là ok nha. Cây cành nuôi này sạch kiểm hết nhưng mà anh em, rất là già. Bờ đớ của nó này rất to nhưng mà anh em, rồi giao lưu cho anh em là 1.600.000 bao ship nhé, 1.600.000 bao ship. Cái này em bán sẽ cho anh em luôn nha, 1.600.000 bao ship. Cái này em anh em nào lái là em ship cả chậu luôn, cái rất to nha. Cây khá to nhưng mà anh em, 1.600.000 bao ship. Rồi qua cây hải châu mẹ số 2, cây đang trái này, cây này một cốt 4 thân nha, cây đang trái rất sai nhưng mà anh em, dòng hải châu An Hải sông Cầu nha. Rồi em đo cái quanh đớ của nó là 35 nha, quanh đớ dưới đây nhưng mà anh em là 35, chiều cao là 30, ngang tàng là 28. Cây đang cho trái cũng rất là xài nha, trái nè. Rồi giao lưu cho anh em là 270 bao ship nhé, 270k bao ship cây hải châu mà số 2 nha. Cái này anh em nào lấy là em đẹp chậu bá bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mà số 3, số 3 là một cây canh bướm nhé, cây rất da, cây này chuẩn bị cho hoa này nha mấy anh em, cây canh bướm, cây này cái củ của nó tròn do luôn nha, củ nó khá to nha, cây này là có cái lụa xanh trên đây một xuống ở đây nha, lụa xanh không sao hết nhưng mà anh em đen thui rất là chắc, và đớ nữa, cây củ dung lên luôn nha. Rồi em đo cái quanh gốc của nó là 55 nha. Cái quanh cũ trên đây là 45 nha mấy anh em, quanh cũ đây là 45, quanh gốc ở giữa đây là 55, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 38, ngang tàng là 50 nha, ngang tàng là 50. Rồi giao lưu cho anh em là 550 bao ship nha, 550k bao ship cái cánh bướm mẹ số 3 nha. Cái này anh em nào lấy là em đẹp chậu bá bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Cái này cái cũ nó tròn rất đẹp nha mấy anh em. Rồi qua mẹ số 4 là một cây sam núi khai thác nha, cây rất là già, cây không còn một cách nữa nha mấy anh em, tây cành rất già này, tây cành nuôi bằng ngón tay cái hết nha, cây đổ treo bờ đớ này rất dựng dàng nha mấy anh em, cây này cái co đổ tự nhiên rất là đẹp nha, co đổ tự nhiên nha mấy anh em, tây cành già mịn hết luôn nha, cây thành phẩm sạch kiểm nha. Cây này là cây sam khai thác cái sam hoa nha mấy anh em,
Đây cây đang trà hoa này nha, đi xem hoa. Rồi em đào cái vành gốc ở dưới đây là 33 nha, vành gốc là 33, vành thân trên đây nha là 9 cm, chiều cao là 42, tàn ngang là 42 nha. Vành 33, vành thân là 9 cm, ngang tàn là 42 nha. Tàn đổ từ sau đây nha mấy anh em, nó rất tàn trước là 45, cây rất dè nha mấy anh em. Tây cành, tây cành nuôi sạch kiểm hết, cây rất dè nha. Ở đây nó có cái cục nu rất to nha mấy anh em, cái cục nu ở đây rất to này nha. Cây đổ treo ôm chậu rất đẹp nha. Rồi giao lưu cho anh em là 850 bao ship nha, cây xem hoa nha mấy anh em, 850 bao ship. Cái này anh em nào lái là em ship cả chậu đi luôn nha, 850 bao ship. Rồi qua mã số 5 là một cây hải châu mini nha, cây mini bò bang nha, tây cành già mịn hết nha mấy anh em. Cái này đi dây cũng rất là kỹ rồi, giờ anh em nuôi thêm nha, vừa chơi vừa nuôi thêm nha, sang vô treo một cái chậu đẹp nữa là ok nha mấy anh em. Cây bờ đớ nè, bờ đớ trải điêu luôn nha. Nè, bờ đớ nó trải điêu hết luôn nha. Rồi em đo cái vành là vành thân là 8 cm nha, vành thân 8 cm, chiều cao 22, ngang tàng 30, vành thân 8 cm, chiều cao 22, ngang tàng là 30. Rồi giao lưu cho anh em là 250 bao ship nhé, 250k bao ship cái hải châu mã số 5. Rồi qua mã số 6 là một cây hải châu chân rỡ nhé, cây chân rỡ giang thú nhé mấy anh em. Cây này cây chân rỡ giang thú nè, cây sông cầu, cây dòng lá đẹp, tây cành mịn hết nhé mấy anh em. Cây này anh em vừa chơi vừa nuôi thêm nha, cây chân rỡ giang thú nhé mấy anh em. Cây chân rỡ nó còn rất sâu vô đây nha, em đào cái vành đây là 44 nè, vành gốc đây là 44 nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 37, ngang tàng này là 35 nha. Vành thân này tầm 9-10 cm nha mấy anh em, 9-10 cm gì nha, tầm đó nha. Rồi giao lưu cho anh em là cây hải châu mà số 6, cây chân rỡ giang thú là 600 bao ship nha, 600 kè bao ship. Rồi qua mã số 7 là một cây hồng quân yên tái nha mấy anh em. Cây này một cốt nè, một cốt lên trên hai thân nha, cò lách nha mấy anh em, thân lách lượng rất đẹp nha, cây cò lách rất quái cây nha, hồng quân yên tái rất là ngon nha mấy anh em, cây để sống khỏe. Rồi em đo cái vành là 23 nha, chiều cao là 45, vành gốc 23, chiều cao 45, ngang tàng cũng là 45 nha. Rồi giao lưu cho anh em là 350 bao ship nhé, 350k bao ship cây hồng quân yên trái mã số 7 nhé. Cây này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 8 là một cây chồi mồi, chồi mồi xỉ lá tròn nha mấy anh em, cây dòng chồi mồi xỉ lá tròn, cây đã sống khỏe nha. Cây này nó có cái củ đớ vô đây nha, đây cây lũa xanh không sao hết nha mấy anh em, rất là chắc này nha, củ của nó nè. Em đo cái vành cũ đấy là 23 nha, chiều cao là 40, vành cũ 23, chiều cao 40. Rồi giao lưu cho anh em là 108 bao ship nha, cây lách rất đẹp nha mấy anh em, lách gút đọt rất đẹp nha, 108 bao ship cây chồi mồi xỉ lá tròn mã số 8 nha. Rồi qua mã số 9 là một cây ổi xỉ rừng này, cây này liền bờ liền cốt hết nha mấy anh em, cây một cầu dài nha, một cầu ba thân nha, bờ đớ bắt cầu dài nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành eo đây nha, vành eo đây là 70, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 52 nha, ngang tàng là 75, cây khá to nha mấy anh em, cây đã đi dây định hình hết rồi nha. Dòng ổ xỉ rừng thì vẽ rất là ngon nha, cây khá to nha mấy anh em.
Rồi giao lưu cho anh em là anh em tem bao ship nhé, anh em tem ca bao ship cái ổi mã số 9. Cái này anh em nào lái là em đẹp chậu báo báo cẩn thận rồi cho anh em nha. Rồi qua mã số 10 cũng là một cây ổi xì rất nhiều anh em. Cái này một cốt hai thân cốt co lét nhé. Cây khá to nha, cây rất là nặng bỡ đỡ trải, cây rất nặng. Rồi em đo cái quanh gốc là 36, chiều cao là 40 nha. Cây đã sống khỏe cũng đã vắng một nước dây nha anh em. Quanh 36, chiều cao 40. Cây khá to nha. Rồi giao lưu cho anh em là một là 320 bao ship nha. 320k bao ship cây ổi xì rừng mà số 10 nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.